Tập 10. Tiểu thư, trên đường đi người luôn thở rất gấp, tâm trạng không yên. Chẳng lẽ là lúc tranh đấu với ngũ đại môn phái, tổn thương chân khí, bị nội thương rồi sao? Không phải, là gì? Tề Phúc, hình như ta tìm được tiểu đệ rồi. Thật à? Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Vậy bây giờ công tử đang ở đâu vậy? Tôi lập tức đón cậu ấy về ngay. Không cần đâu. Hả? Tại sao? Vì có lẽ nó chính là Lữ Lân. Lữ Lân của Thiên Hổ Tiêu Cục? Không, không phải chứ. Thật ra ta cũng không dám chắc. Có điều dựa vào lời nói của Lữ Đặng Không trước đó và cái bớt ngay trên người của Lữ Lân nên ta mới có suy nghĩ này. Tề Phúc, người biết không, ta ngày nhớ đêm mong cũng có món ngày này, nhưng bây giờ tâm trạng của ta lại rất phức tạp. Dù sao đi nữa, tiểu thư nên vui mừng mới đúng chứ. Nhìn bộ dạng liều mạng vừa rồi của nó, cứ y như là muốn xé ta ra làm trăm mảnh. Nó hiểu lầm ta giết Lữ Đằng Không. Để tôi giải thích với cậu ấy. Không được, chuyện này không phải dùng hai ba câu là có thể giải thích rõ ràng đâu. Hơn nữa bây giờ ta cũng không có bằng chứng chứng minh chính là nó. Còn nữa, nếu như để người ngoài biết được mối quan hệ này, ngũ đại môn phái chắc chắn không tha cho nó đâu. Tiểu thư nói rất đúng, tiểu nhân nhất định giữ kín bí mật này. À, phải rồi, hình như phó công tử chưa biết người mình đang trở về, có cần tiểu nhân đi thông báo một tiếng hay không? Không cần đâu. Ta bình an hay không không liên quan gì tới hắn. Còn nữa, chắc hắn cũng đi rồi. Huynh làm bể có phải không? Tôi hỏi huynh, có phải là huynh làm bể hay không? Đúng, là tôi làm bể. Tại sao? Vì tôi đã tặng lầm người. Người mà tôi tặng là một người hiền lành, là người biết yêu thương động vật, chứ không phải là nữ ma đâu. Tàn nhẫn độc ác giết người vô kể. Chính là như vậy. Với công lực của cô có thể một chiêu đánh chết tôi. Lần này cô lại giết bao nhiêu người? 10 người hay 20 người? Thân xác của họ có phải cũng giống con búp bê này bị dở thành trăm mảnh? Dương Tuyết Mai, so với việc cô giết người, tôi làm bể hai con búp bê không có sinh mạng này thì có đáng gì chứ? Ai nói là nó không có sinh mạng? Tôi đã cho chúng sinh mạng, chúng vẫn đang sống. Phó Dân Tuấn, người đã giết chết tình cảm của tôi. Không phải chỉ có mình cô bỏ ra tình cảm, nhưng bây giờ trái tim của tôi đã chết rồi. Vì ở trong hàng tuyết điện này đã không tìm thấy trái tim dịu dàng đó nữa rồi. Đúng, khoảng thời gian này huynh luôn chỉ bảo tôi cái gì gọi là hiền lành là tốt bụng,
Ban đầu tôi không hiểu, nhưng mà trong lúc tôi đang cố gắng tiếp nhận nó, Quý lại tàn nhẫn phá bỏ tất cả cố gắng của tôi. Là tôi không biết lượng sức. Tôi tưởng có thể dùng tấm lòng chân thành để lay động cô, nhưng tôi đã quá đề cao bản thân mình. Tôi vốn không thể lay động được cô. Phó Dân Tuấn, nếu biết trước Quynh tuyệt tình như vậy, tôi thà rằng trước giờ chưa từng quen biết Quynh. Có bao giờ Quynh muốn dạy tôi hai từ phụ lòng không? Một người không hề có trái tim thì làm sao biết cái gì gọi là phụ lòng chứ? Quỷ nô của chúng ta biết yêu rồi kìa. Nó biết yêu? Nó mà biết yêu cái gì? Vậy mới nói. Cái này gọi là thất tình. Con nha đầu họ Hàng chết rồi, làm sao mà yêu nữa chứ? Trước đó thì không ăn được, có phải đang ngồi ở đây đau khổ hay không vậy? Đồ hôi hám, xem lại bản mặt của ngươi đi, còn dám mơ tưởng phụ nữ, lại còn người xinh đẹp vậy nữa. Ngay cả ta còn chưa dám nghĩ đó. Cái đồ bẩn thỉu à. Nhìn cái bộ dạng của nó kìa, giống như con nha đầu này á, là vợ của nó không bằng á. Hả? Trời ơi coi. Việc tốt như đó vậy, bổn gia còn chưa được hưởng thụ, vậy mà ngươi dám giành mất của ta? Trong mắt của ngươi có còn bổn gia hay không đây? Đúng vậy, trong mắt ngươi còn bọn ta hay không đây? Cái gì đây? Lấy hả? Chiếc khăn ta sặc sỡ này á, là ai cho ngươi vậy? Có phải ngươi nhân lúc cổ sơ ý trộm về đây hay không hả? Ai cho ngươi vậy hả? Cái gì? Cô ta tặng cho ngươi hả? Hey, đừng có mơ. Cô ta mà thích ngươi hả? Hả? À, chắc chắn là ngươi thấy cô ta mới chết nên chiếm đoạt người ta, rồi còn lấy luôn chiếc khăn của người ta, có phải vậy không? Nói đi. Hả? Có phải vậy không? Còn nói không sao? Có phải là ngươi á đã thấy hết cơ thể của người ta rồi phải không? Hả? Kẻ à, cũng bị hưởng thụ đó nha. Đây mới chính là kẻ háo sắc nhất ở trong quỷ cung. Đúng vậy á. À, con nha đầu đó lúc còn sống á chưa bao giờ xem hai huynh đệ chúng ta ra gì cả. Bây giờ á nó không động đậy được nữa, để xem nó làm sao mà chống cự đây chứ. Cho người chết. Chẳng cho người chết. Cho người chết nè. Cho người chết nè. Tên đáng chết. Để xem còn dám chống lại bọn tay không nữa. Huynh đệ, xong rồi đi thôi. Đi. Đi. Chạy. Chạy đi, chạy đi. Hết chưa?
huynh tỉnh rồi hả? Dạ. Tốt quá rồi. Sao huynh lại ở đây? Cháu huynh đâu? Cháu huynh đâu rồi hả? Lữ Lân, huynh nghe muội nói đi có được không? Muội đang giấu cha huynh ở đâu vậy? Muội giấu cha huynh ở đâu? Cha của huynh, cha của huynh ở đó. Đây là ý của ai? Muội tưởng mình là ai chứ? Muội dựa vào cái gì mà giúp cha huynh khâm liệm? Còn của ông ta còn ở đây mà, không thấy lực của muội tự tôn tự tác đâu. Ê, có phải là huynh khóc đến lú lẫn rồi hay không? Xác của cha huynh không để trong quan tài, chẳng lẽ để phơi ngoài kia hay sao? Lần này người của Tiên Nhân Phong đã chết vô số kể, quan tài của Ngũ Đại môn phái cũng không đủ dùng. Huynh thử ra ngoài thị trấn mua được bộ quan tài nào, Đàm Nguyệt Hoa này sẽ phục huynh sát đất. Cho dù là vậy, muội cũng không nên tự tôn tự tác, đem di hài của cha huynh để chung với người ngoài chứ. Quan tài đó không phải là muội mua, người nằm bên trong cũng không phải là người ngoài. Người này không phải người ngoài, không phải người ngoài, nếu không phải người ngoài thì là ai đây hả? Rốt cuộc là đó, ai đây? Người nằm bên trong là mẹ của huynh. Mẹ huynh? Huynh, lúc đầu huynh vẫn còn chút hy vọng, bây giờ không còn gì nữa. Mẹ, sao mẹ lại đi như vậy? Sao mẹ lại bỏ rơi con? Mẹ không còn thương con nữa sao? Con vô dụng, con đúng là vô dụng. Con không thể gặp mẹ lần cuối. Không được, con phải nhìn mặt mẹ lần cuối. Ê, huynh làm cái gì vậy? Huynh phải nhìn mặt mẹ lần cuối. Ê, đừng có như vậy mà Lữ Lân. Đừng mà. Tránh ra. Ê, tránh đừng ra. Như vậy mà. Đừng mà. Rốt cuộc là ai đã đóng quan tài vậy? Là ai đã đóng quan tài chứ? Huynh đã điên đủ chưa? Nhập liệm rồi thì cần phải được yên tĩnh. Nếu như mẹ của huynh đã vào liệm thì huynh không nên làm phiền bá mẫu nữa mới phải chứ. Huynh làm như vậy là bất hiếu lắm đó. Đúng, huynh là kẻ bất hiếu. Huynh là kẻ bất hiếu. Huynh là kẻ bất hiếu. Đừng mà, đừng như vậy mà. Huynh đừng như vậy nữa có được không? Huynh đang muốn hành hạ mình hay là hành hạ muội vậy? Người chết là cha mẹ của huynh, người còn sống là muội. Huynh làm mình bị thương như vậy, huynh nói muội phải làm sao đây? Huynh xin lỗi, huynh không nên khiến cho muội đau lòng. Nhưng huynh rất muốn mẹ huynh có thể sống lại, rất muốn được nhìn mặt cha lần cuối. Để mẹ huynh sống lại thì muội đành chịu. Có điều việc huynh muốn nhìn mặt cha huynh lần cuối muội đã biết trước rồi. Quan tài của cha huynh còn chưa đóng, huynh qua nhìn mặt bá phụ đi. Huynh đừng đau buồn nữa, huynh nghĩ thoáng một chút đi.
Tuy là họ đã qua đời rồi, nhưng mà ít ra họ cũng có thể đoàn tụ ở trên trời, có đúng không? Họ có thể đoàn tụ sao? Ừ. Mùi không gạt Quynh chứ? Mùi gạt Quynh làm gì? Phải rồi, mùi sẽ lên thị trấn mướn xe, chúng ta sẽ đưa họ về an táng. Được. Đã mướn được xe rồi. Quynh cứ ở đây canh giữ quan tài, muội ra ngoài coi. Hách tiền bối, Hách tiền bối, sao bà lại ở đây? Ta và Lữ tổng Tiêu Đầu dù sao cũng quen biết mấy chục năm, bây giờ ông ấy đi rồi, dù sao cũng phải tiễn ông ấy chứ. Hách tiền bối, mắt của bà sưng hết rồi. Bà vừa khóc có phải không? Nhà đầu kia không liên quan tới cô. Lữ Lân đâu? Bà tìm Quynh ấy để làm gì? Cha hắn trước khi chết nhờ ta chăm sóc hắn. Bà tưởng mình là Tây Môn Nhất Nương hay sao? Bà là gì của nhà họ Lữ chứ? Bà dùng thân phận gì để chăm sóc Quynh ấy? Bà là phu nhân hay sao? Đúng, ta không phải Lữ phu nhân, ta không có tư cách chăm sóc hắn. Vậy còn cô? Cô có tư cách gì chăm sóc hắn? Dựa vào Quynh ấy yêu tôi, tôi yêu Quynh ấy. Hắn yêu cô, cô yêu hắn. Hắn yêu cô yêu hắn. Đơn giản như vậy sao? Đúng vậy. Thì sao chứ? Là một phụ nữ khi yêu một người đàn ông không được nói ra hay sao? Ai quy định vậy? Đàn không, nếu như năm đó hai ta cũng có thể nói ra câu này, nếu vậy muội đã trở thành Lữ phu nhân rồi. Thì ra đường tình đơn giản như vậy, nhưng chúng ta lại đi quá phức tạp. Mình sai rồi. Đàn không, Hách tiền bối, tôi xin lỗi. Không, là cô đã giúp ta tỉnh. Cảm ơn cô. Vậy thì phiền cô chăm sóc cho Lữ Lân, vì nếu so với ta, chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn. Bởi vì hắn yêu cô, cô yêu hắn. Hách tiền bối, Hách tiền bối.
Kẻ hồ đồ, ngươi đến tiễn ta có phải không? Đừng bắn! Ngươi phải ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy lung tung nữa. Nếu như ngươi bị thương, ta không thể cứu ngươi nữa đâu. Kẻ hồ đồ, ta cũng muốn dẫn ngươi theo, nhưng ngươi ở lại với cô ấy sẽ tốt hơn. Dẫu sao cũng là cuộc đời bất công với cậu, cậu đã mất quá nhiều. Ta làm sao có thể đưa ngươi rời khỏi cô ấy? Ngươi hãy ở lại trông chừng cô ấy. Tề Phúc, ngươi cũng giống kẻ hồ đồ đến đây để tiễn ta sao? Không, Tề Phúc đến đây để giữ người. Tề Phúc, ngươi... Phó công tử, xin cậu đừng rời khỏi tiểu thư. Là cô ấy ép ta phải đi. Không phải, tiểu thư chưa từng muốn cậu rời khỏi đây, chỉ vì cô ấy không tìm được lý do gì để giữ công tử lại thôi. Phó công tử à, chẳng lẽ cậu không phát hiện tiểu thư đã thay đổi sao? Vậy sao? Ta thấy cô ấy vẫn không hề thay đổi. Ta đi đây, ta không có khả năng thay đổi tiểu thư của ngươi. Phó công tử, ngày trước Hàng Tuyết Điện này là một tảng băng, quanh năm suốt tháng đều giá lạnh. Ngay từ nhỏ tiểu thư chỉ có một nét mặt, không biết khóc, lại càng không biết cười. Nhưng sau khi công tử đến đây, Hàng Tuyết Điện giống như có thêm sức sống, có cả xuân hạ thu đông. Ngay cả tiểu thư cũng biết cười. Cậu bỏ đi như vậy, tiểu thư sẽ lại trở về với cái xác không biết khóc không biết cười. Phó công tử, cậu nhẫn tâm để tiểu thư sống cuộc sống như vậy à? Ta cũng rất muốn cùng cô ấy trải qua mỗi kỳ xuân hạ thu đông, nhưng quan hệ của chúng tôi đã tan vỡ, không còn cách nào cứu vãn. Vẫn còn cứu vãn được. Đây, cậu xem, hôm qua tiểu thư đã thức suốt đêm để sửa lại thứ này. Con búp bê bị dở cũng có thể sửa lại. Con người có màu, chẳng lẽ không bằng con búp bê hay sao? Phó công tử, Tuyết Mai,
chẳng phải Quynh đã đi rồi sao? Đi rồi vẫn có thể quay lại. Quynh về làm gì? Vì Quynh cũng là vì muội. Tôi không cần Quynh vì tôi mà ở lại. Là Quynh muốn ở lại với muội, không phải muội buộc Quynh phải ở lại bên cạnh. Quynh nghĩ kỹ rồi, nếu Quynh thật sự bỏ đi, cả hai chúng ta cũng sẽ không vui. Nên Quynh muốn cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa. Tuyết Mai, muội có đồng ý theo Quynh không? Chúng ta tìm một nơi không có người sinh sống làm lại từ đầu. Không thể nào, không bao giờ có ngày đó. Tại sao? Ông trời không bao giờ ban cho một giấc mơ đẹp. Không thể nào, trước giờ chưa từng có. Thứ muội được ban tặng chỉ là đau khổ, chịu đủ sự dày dò và hành hạ. Hơn nữa bây giờ muội giết người vô kể, tay nhuốm đầy máu. Đừng nói như vậy, muội càng nói thì Quynh càng cảm thấy có lỗi. Quynh rất hận bản thân của mình, tại sao không biết chia sẻ nỗi khổ của muội? Không ai có thể chia sẻ nỗi khổ trong lòng muội. Trời định rằng muội sẽ phải nếm đủ mùi vị đau khổ, chua xót và báo thù. Đó là số mạng của muội, không ai có thể thay đổi. Nhưng mà Quynh cũng không ngoại lệ. Bây giờ muội ngoài việc báo thù chỉ muốn tìm lại tiểu đệ, những gì khác muội chưa muốn nghĩ tới. Phó công tử, đa tạ cậu. Không có gì. Từ trước tới giờ, ngoại trừ khoảng thời gian cậu ở đây, tôi chưa bao giờ thấy tiểu thư cười. Tôi muốn cô ấy cười, muốn cô ấy sống những ngày tháng vui vẻ. Nhưng mối thâm thù cả gia đình bị giết của cô ấy đã chèn ép cô ấy rất nhiều năm. Phó công tử. Tài Phúc, ngươi đang làm gì vậy? Đứng lên đi. Phó công tử, xin cậu hãy hứa với tôi, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, cậu cũng đừng bỏ tiểu thư của tôi, có được không? Tài Phúc, lòng trung thành của ngươi khiến ta rất cảm động. Ta hứa với ngươi, ta sẽ không rời bỏ cô ấy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt. Trời ơi, có la vậy hả? Quynh chạy đi đâu vậy chứ hả? Quynh đang mặc cái thứ quỷ quái gì vậy? Đeo tang như vậy sao rất xui xẻo. Được rồi, được rồi, Quynh vào nghỉ ngơi đi có được không? Nhanh lên, vào trong đi. Họ đang làm cái gì vậy? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Đây là cái gì? Sao lại cúng quá vậy nhà tôi hả? Bị điên rồi hả? Đi đi đi. Đi hết, ra ngoài hết đi. Ra ngoài đủ ta. Ra ngoài hết chúng ta. Nhanh ra, đi ra ngoài. Trời ơi. Ai da. Làm cái gì vậy em biết nữa. Trời ơi, Quynh làm sao vậy? Thiệt là tức chết đi được mà. Cút đi. Trời ơi, ta làm gì vậy? Trời ơi, ta làm gì vậy? Không ra làm sao hết. Các gì, các gì, xin lỗi, thật ngại quá. Thật ra ngày thường Quynh ấy không phải như vậy đâu. Chỉ là Quynh ấy mất cả cha lẫn mẹ mới thành ra như vậy thôi. Mọi người đại nhân đại lượng đừng tính toán như Quynh ấy nữa có được không? Tôi thay mặt Quynh ấy xin lỗi các vị. Xin lỗi, xin lỗi, xin các vị tha lỗi. Sao lại say xỉn như vậy? Đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy đi. Đứng dậy giùm cái đi. Trời ơi, đứng dậy. Thật không ngờ Lữ tổng tiêu đầu cả đời anh Minh lại sinh ra một đứa con như vậy. Những lúc như vậy xử sự chẳng ra sao. Đúng rồi đó. Quynh chưa thấy đủ xấu hổ hay sao chứ? Đi đi đi, nhanh lên. Đây đây đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Mọi người đi cẩn thận nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Để rồi. Mệt chết đi được. Mình đang làm cái gì vậy chứ? Còn chưa làm vợ người ta đã làm con dâu hiếu thảo rồi. Có cần phải như vậy không? Làm vợ người ta. Làm vợ. Làm vợ.
Làm vợ, làm vợ. Nè, nè. Gì nữa? Quynh lại muốn đi đâu nữa vậy? Liên quan gì tới muội? Quynh đứng lại cho muội. Ê, nè 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 nè. Quynh muốn đi đâu nữa vậy chứ? Muội mặc kệ Quynh. Trời ơi, nè. Nè, Quynh muốn đi đâu nữa vậy chứ? Rốt cuộc Quynh muốn đi đâu? Quynh có biết chỉ vì Quynh mà muội bị họ hàng nhà Quynh mắng cái tát vô mặt đó. Ai kêu muội nhiều chuyện làm gì? Đâu có ai kêu muội làm vậy? Quynh, Quynh. Trời ơi. Thì qua mà người ta nói nha. Chết đi được mà dám nói mình nhiều chuyện. Nè. Dạ dạ dạ, Lữ tổng tiêu đầu, xin cậu có việc gì sai bảo đi. Hãy giúp Quynh làm một chuyện có được không? Làm chuyện gì? Giúp Quynh phá giảo nó đi. Nè, Quynh bị điên rồi sao vậy? Bản hiệu này có tội tình gì? Quynh phải gỡ nó xuống. Hơn nữa bản hiệu này là của cả thôn, không được phép gỡ đâu. Được, không được hả? Được rồi. Quynh làm gì vậy? Nè, Quynh làm cái gì vậy chứ? Nè, đừng, đừng mà. Trời ơi, đừng có phá nữa. Đừng mà, không được phá như vậy. Đừng, trời ơi, dừng tay lại đi. Đừng mà, đừng. Hai người làm gì vậy? Tại sao muốn gỡ đền thờ của chúng tôi? Phải đó. Các vị đại ca, thật ngại quá, thật ngại quá. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nói thật nha, chúng tôi tuyệt đối không phải. Chúng tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây ha. Đi đi, đi nhanh lên. Buông ra đi. Là ta gỡ đó thì đã sao? Mấy người có thể làm gì ta? Tiểu tử kia, người giỏi lắm. Đủ rồi. Thì không sao lại gỡ đền thờ của chúng tôi chứ? Nói đi. Đúng rồi, nói đi. Nói đi. Thích gì đó? Ta thích gỡ đó. Ta đây nè. Các người có thể làm gì được ta? Được lắm. Tiểu tử, người muốn chết phải không? Có muốn bị đánh không? Đánh thì đánh chứ, ai sợ ai? Đủ rồi, dừng tay lại đi. Chúng ta về thôi. Ta không đi đâu. Ta phải gỡ cái này xuống. Ta không muốn nhìn thấy chữ cầm này. Ta không muốn nhìn thấy chữ cầm này, mua hiểu chưa? Đánh đi. Đủ rồi, đủ rồi. Chữ cầm của người ta liên can gì tới huynh chứ? Thiên ma cầm hại chết thiên hổ tiêu cục của ta. Ta không muốn nhìn thấy chữ cầm này nữa. Đủ rồi, đừng có như vậy mà. Dừng tay lại đi. Dừng tay lại. Cô đừng tưởng cô là phụ nữ, chúng tôi không dám đánh cô nha. Đúng đó. Quynh điên đủ chưa vậy hả? Quynh còn muốn tới khi nào nữa đây hả? Quynh nói đi. Nói đi, nói đi. Quynh nói đi. Nói đi. Nói. Quynh nhìn lại mình đi. Sai đến nỗi không còn đứng vững nữa. Thân Quynh là người học võ, Quynh có biết mình đang làm gì hay không? Quynh suốt ngày nói nữ ma kia độc ác như thế nào. Quynh xem lại mình đi. Quynh và nữ ma đâu có khác gì nhau đâu. Quynh nói đi, nói đi. Có khác gì nhau, nói đi. Mọi người đã vừa lòng chưa vậy? Có cần tôi đánh nữa không? Thôi chúng ta về đi. Đi thôi, đi thôi. Đi về thôi. Đây. Quynh xin lỗi. Là Quynh không đúng. Quynh sai rồi. Quynh có biết không, muội không hề muốn đánh Quynh. Đánh trên người của Quynh muội đau trong lòng. Được rồi, đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, chúng ta có thể đi uống rượu được chứ? À.
Có ai không? Ai vậy? Lão gia. Lão gia, lão gia, người về rồi sao? Ôi trời ơi, tôi nhớ lão gia lắm đó. Ông về rồi sao hả? Ủa, đây là đâu vậy? Sao tôi chưa từng tới chỗ này? Nè, lão gia, thiên hổ tiêu cục của người sao nhìn khác quá vậy? Hình như là một nơi khác. Ý, phu nhân, sao người cũng thay đổi rồi? Trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều đó. Ý, tôi nhận ra cậu nghe. Bà nhận ra tôi? Ừ, thằng nhóc này, sao tôi không nhận ra cậu được chứ? Chẳng phải cậu là Lân Nhi thiếu gia sao? Cậu đừng tưởng mình đã thay đổi cách ăn mặc thì tôi không nhận ra cậu nha. Cậu đừng có quên, cậu đã uống sữa của tôi nên mới khôn lớn đó. Cho dù thiếu gia có thay đổi ra sao tôi cũng nhận ra được. Tề Phúc, ta thấy tinh thần bà ấy có chút vấn đề. Người chắc chắn bà ta chính là người ta cần chứ? Tiểu thư, tôi đã dò la khắp nơi, lục soát cả thiên hổ tiêu cục, chỉ có người này là lớn tuổi nhất thôi. À, bà có quan hệ gì với Lữ gia? Bà có biết được thân thế của Lữ Lân không? Lữ Lân? À, Lữ Lân là ai vậy? Hả? Là ai? Tôi đâu có quen ai tên là Lữ Lân đâu. Bỏ đi, tuổi tác bảy đã lớn, không nhớ gì nữa. Tiểu thư, vậy thì chúng ta tốn công vô ích rồi. Đưa bảy về đi. Dạ. Khoan đã. Nếu muốn biết Lữ Lân có phải tiểu đệ của muội không, manh mối duy nhất chính là bảy. Cho nên chúng ta không nên bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nên kiên nhẫn một chút, không chừng có thể giúp cho bà ấy nhớ lại. Bà Vũ, Lữ Lân mà chúng tôi nói chính là Lân Nhi thiếu gia của bà. Bà còn nhớ cậu ấy không? Chẳng phải cậu là Lân Nhi thiếu gia sao? Cậu thích nói đùa thiệt đó. Nè, có phải cậu muốn uống sữa không? Không không. Không uống thì thôi. Nhất nương à, nàng còn nhớ lúc ta ẵm Lân Nhi về đây không? Nhớ chứ. Lúc chàng ẵm nó về đây, trên tay của nó toàn là vết thương. Thiếp chăm sóc nó 3 ngày 3 đêm mới có thể giữ được mạng sống của nó. Còn ta thì nhớ Lân Nhi vừa mới về đây, lúc ngủ thường cứ khóc thét lên đòi chị. Có phải nó còn một người chị khác không? Thiếp cũng không nhớ. Bà Vũ à, bà có nhớ không? Ê trời ơi, ngoài kia mây đen nhiều quá, trời sắp mưa lớn rồi, phải đi lấy đồ vô cái đã. Không được rồi. Đừng nôn nóng. Muội đừng như vậy mà. Nếu cách này không được thì chúng ta tìm cách khác. Còn có cách gì nữa? Muội nghĩ bà ấy sẽ không thể nào hồi phục trí nhớ. Hay là thôi đi, muội sẽ nhờ Tề Phúc đưa bà ấy trở về. Muội đừng quá nôn nóng. Việc hồi phục trí nhớ của con người cũng khó nói lắm. Không chừng một lúc nào đó sẽ nhớ lại tất cả. Cứ để bà ta ở lại rồi từ từ tìm cách đi. Con không biết đâu, ta gặp phải vũ khí đáng sợ nhất thế giới. Con biết rồi.
Còn biết hả? Đương nhiên rồi, lão nói là thiên ma cầm khiến lão bị thương như vậy đúng không? Nhưng mà không thể nào, nó lúc nào cũng ở bên cạnh con mà. Ê, trời ơi Lân Nhi à, sao tới bây giờ con chưa chịu tin sư phụ? Quả thật ta bị thiên ma cầm làm bị thương, ngay cả cha mẹ con cũng bị họ gạt luôn rồi. Mình phải trả thù.